Giờ các bạn xem mình biểu diễn cái này nhé. Mình chỉ làm một lần thôi. Wow, sao anh Hưng này làm được thế? Anh Hưng đã hát đúng không? Nếu như việc này không kỳ lạ thì tại sao mình lại làm video này chứ? Và xin chào tất cả mọi người, lại là mình, Hưng đây. Và trong video này, ta sẽ cùng đi tìm hiểu 10 điều kỳ lạ trong Minecraft có thể các bạn chưa hề biết đến. Và mình khá là chắc là các bạn sẽ xoắn hết cả não vì những điều này đấy. Và nếu như các bạn thích video này thì đừng quên ấn vào nút like và nút subscribe nhỏ nhỏ xinh xinh ở phía dưới. Vì theo các số liệu này, lo mà ấn đi nhá. Và không chần chờ gì nữa, bắt đầu video thôi. Các bạn đã từng thấy sinh vật sống trong block bao giờ chưa? Và yeah, trong phiên bản 1.19 này, các bạn đã có thể nhét một con cá vào trong đống gì như là lá này rồi. Và cách làm cũng khá đơn giản thôi. Kể từ phiên bản mới nhất thì các block đầy đủ như lá, đặc biệt là rễ cây nước, giờ đây đã có thể cho ngập nước rồi. Nhưng điều kỳ lạ ở đây là nước sẽ không chảy ra ngoài, mà cứ ứ ở trong không gian một block như này, dẫn đến việc ta có thể cho cá sống trong block chật hẹp này mà không có vấn đề gì cả. Tất cả những gì các bạn cần làm là đổ xô nước lên cái rễ cây ở trên, rồi đổ xô nước đựng cá vào block rễ ở dưới. Và xong, các bạn đã làm được cho mình cái bể cá sâu nhất trên trần gian này. Nhưng ý ra nó hoạt động mà, đúng không nào? Tất cả sinh vật trong Minecraft đều có tag mang tên là NoAI. Khi được kích hoạt thì chúng sẽ hoàn toàn ngừng hoạt động, không di chuyển hay tương tác với thế giới xung quanh nữa. Nhưng trong đó chỉ có một mob không tuân theo quy luật này. Các bạn biết là con nào không? Đồng Ender. Sai rồi, đó chính là Guardian, kẻ giám hộ. Thằng này thích gọi là Guardian vì nghe nó ngầu hơn. Có một điều khá là hay về sinh vật này có thể anh em không để ý. Chính con mắt của con Guardian này được xem như là phần đầu trong mô hình của sinh vật này. Vậy nên, dù có tag NoAI, con mắt của Guardian vẫn sẽ nhìn theo người chơi chúng ta. Và thực sự mà nói, điều này cũng khiến mình hơi rùng mình ấy. Thực ra nó cũng dựa trên ảo ảnh con mắt mình từng review trong một video trước đó rồi. Có một điều kỳ lạ liên quan đến chiếc bánh kem này. Khi một con vật bất kỳ vô tình bước lên trên chiếc bánh kem này, nó sẽ bắt đầu xoay vòng liên tục và không ngừng nghỉ. Điều này xảy ra là vì một thứ gì đó mang tên Pathfinding Oversight theo như wiki. Thứ mà não thần Hưng này quá nhỏ để có thể giải thích cho các bạn được. Nhưng theo cách mình hiểu là chúng sẽ gặp vấn đề về việc dò đường khi bước lên chiếc bánh kem, dẫn đến việc chúng cứ xoay vòng vòng như mấy thằng ngố này. Và một block khác cũng bị ảnh hưởng bởi thứ này, chính là block hàng rào. Pickling Brute hay là Pickling hung bạo, gọi sao cũng được. Dù là một sinh vật hung tợn, nhưng chúng cũng được xem như là một trong những sinh vật rất trung thành với nơi mà chúng sống. Tại sao là như thế? Có một tính năng ẩn liên quan đến những người bạn nóng tính này. Giả sử mình triệu hồi vài con Pickling Brute ở đây, sau đó dịch chuyển chúng ra xa, thì không quan trọng đường đi có khó khăn, hiểm trở đến mức nào, những anh bạn này vẫn sẽ tìm mọi cách để có thể tìm về được vị trí mà chúng spawn ra. Xem ra bọn Pickling này vẫn rất trung thành với quê hương trong ngoặc kép của chúng nhỉ. Và mình thực sự nể phục chúng vì điều đó. Tiếp theo là một thứ khá là kỳ cục liên quan đến anh bạn ít người biết đến này, Stray. À nhầm, ý mình là Stray. Chúng nổi tiếng với sự phiền toái khi tấn công người chơi, có thể bắn ra mũi tên gây hưởng đi chậm, gây đôi phần khó khăn cho chúng ta. Nhưng khi ta dụ cho bọn Stray xuống dưới nước thì chúng sẽ cất cung đi, không bắn chúng ta nữa. Và thay vào đó, chúng sẽ bắt đầu tấn công ta bằng cách cận chiến. Và khi cận chiến, Stray cũng có thể gây hưởng đi chậm cho người dính phải. Vậy xem ra khả năng làm chậm của chúng là do bản chất lạnh giá của môi trường mà chúng phải sống. Ý mình là bọn này chỉ spawn trong các biome lạnh giá thôi mà. Hành vi này làm cho Stray thú vị hơn bọn Skeleton này bằng cách nào đó. Anh em chắc chắn đã biết đến khả năng bắn ra Sonic Boom của Warden rồi. Một tia siêu thanh này có thể đi xuyên qua mọi thứ và đẩy bạn đi rất là xa. Và đấy chỉ mới là một tia thôi. Còn nếu như chục tia hợp lại thì sẽ như thế nào? Kết quả chắc chắn sẽ rất là thảm khốc. Giờ mình cho anh em xem cái này nhé. Mình sẽ thả hơn 30 con Warden vào trong cái lồng này, sau đó cho một con Wither đánh lại chúng. Đơn giá vì Wither giai đoạn đầu sẽ chỉ bay trên đầu bọn này tấn công thôi, nên chắc chắn bọn Warden sẽ dùng cái đòn đánh siêu thanh kia. Thank you.
và ngay lập tức, với sức mạnh của hàng chục con Warden, anh bạn Wither tội nghiệp này ngay lập tức bị bốc hơi và không để lại dấu vết gì cả. Như kiểu Wither bị trục xuất khỏi mọi chiều không gian vậy. Những bạn may yếu không nên thử trò này tại nhà nhé. Liệu bạn có biết ta có thể bay liên tục không ngừng nghỉ chỉ với một quả pháo hoa hay không? Lúc đầu nghe qua thì như kiểu thần hưng này đang xào để có content vậy. Nhưng nó thực sự đơn giản hơn các bạn tưởng đấy. Pháo hoa trong Minecraft có một cái empty tag mang tên là Flight. Các bạn có thể thấy chi tiết về tag này ngay trên item này rồi. Con số đi cùng với nó cho biết sức mạnh của cái pháo hoa này có thể đẩy bạn đi bao xa khi dùng cánh cứng. Trong sinh tồn, chúng ta chỉ có thể làm được pháo hoa với chỉ số fly tối đa là 3. Nhưng sử dụng lệnh, ta có thể tăng con số này lên đến tối đa là 127. Pháo hoa với thời lượng là 1 đã có thể đẩy cho chúng ta bay trong vài giây rồi. Vậy nên, nếu thời lượng được tăng lên đến 127, ta có thể bay rất rất nhiều giây. Chỉ cần một quả pháo hoa như này, nó có thể giúp chúng ta bay liên tục được hơn 1.000 block mà không có vấn đề gì cả. À, vấn đề duy nhất là bạn không thể dừng lại được. Kể từ khi Block Scroll Sensor này gia nhập đại gia đình Minecraft, thì có vẻ mọi người thích dùng nó để làm bẫy hơn là những thứ hay ho khác. Và cái bẫy mang tên Scope Bomb này sẽ chứng minh cho điều đó. Chỉ cần đặt hai cái Scroll Sensor ở hai bên cùng với đường ray kích hoạt và một đống xem màu TNT ở giữa, và ta đã có cho mình một quả bom gần như không thể gỡ được. Vì chỉ cần tác động lên thứ gì đó ở gần nó thôi và bùm, quả bom sẽ nổ. Và cách duy nhất ta có thể gỡ quả bom chết tiệt này chính là dùng nước hoặc là piston. Các bạn có thể xây cái bẫy này ngay trong ngôi nhà của đứa bạn để xem nó sẽ phản ứng như nào. Khi chỉ cần sai một tí thôi thì ngôi nhà sẽ đi tông. Có thể sẽ có một số bạn thắc mắc rằng vì sao Strider lại rơi ra sợi chỉ khi chết? Các bạn đã biết đến sự tồn tại của Piglin rồi đúng không? Chúng có sử dụng nó, mà nó lại yêu cầu có sợi chỉ mới có thể chế tạo ra được. Điều này cũng một phần giải thích cho cái phần nhìn như là lông cứng ở hai bên con Strider này. Có vẻ như Mojang đã suy nghĩ đến việc này rất kỹ trước khi thêm anh bằng Strider này vào Nether. 9,5 điểm cho sự tinh tế đó. Và cuối cùng là một điều kỳ lạ liên quan đến trời mưa này. Đứng ở góc độ này thì ta thấy trời đang mưa hoàn toàn bình thường đúng không? Nhưng khi ta bắt đầu bay lên cao, mọi thứ bắt đầu dần thay đổi. Thay đổi đầu tiên bạn có thể thấy là khi vượt qua mốc Y bằng khoảng 520 thì các giọt mưa sẽ bị thay thế hoàn toàn bằng tuyết rơi. Có vùng lại có mà có vùng lại không. Sau khi vượt mốc Y bằng 100.000, bạn sẽ nhận ra rằng tuyết đang di chuyển kiểu giật giật lắc lắc như này. Càng đi lên cao hơn nữa, tuyết rơi sẽ càng giật và dần chuyển sang các đường thẳng màu trắng chứ không còn là tuyết nữa. Các bạn có thể tiếp tục lên cho đến khi chúng hoàn toàn biến dạng. Giờ đây ta cứ có cảm giác như là đang dịch chuyển thời gian vậy, trông giống thật chứ. Một điều khá thú vị về giới hạn của Minecraft. Và video đến đây là hết rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video. Nếu như các bạn muốn ủng hộ channel của cái thằng ức ơ này thì đừng quên ấn vào cái nút like và đăng ký kênh ở phía dưới. Và mình sẽ gặp lại các bạn trong những video sau. Còn giờ thì see ya.